có chạnh lòng không khi mà những cái sự cố gắng của mình mà cứ luôn phải đối mặt với những cái đánh giá, những cái khen chê của mọi người? Tâm tin nó là không phải chỉ đi một mình Ngân, mà cho dù là người nổi tiếng nào, nổi tiếng nhất trên thế giới hoặc là ở Việt Nam mình, cái người giỏi nhất ở Việt Nam mình thì cũng sẽ đánh giá khen chê. Tôi biết là nói cái câu là mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người, đó là một câu xáo động. Tại Ngân luôn cố gắng mỗi ngày để làm hài lòng mọi người, nhưng không có nghĩa là Ngân đánh mất bản thân của Ngân để mà Ngân đáp ứng những cái sự hài lòng đó. Tại Ngân biết là khi mà mình cứ chạy theo một cái gì đó mình sẽ rất là mệt, và bản thân Ngân cần cái sức để mà Ngân có thể làm tốt công việc của mình. Đầu tiên là cho những người yêu thương Ngân, khi mà Ngân làm điều đó thì mọi người sẽ càng yêu và hiểu hơn. Còn với những khán giả mà có những cái đánh giá sai hoặc là chưa chính xác về Ngân, vì có lẽ là mọi người chưa có tiếp xúc, mình cũng chưa thể hiểu hết về Ngân, nên Ngân sẽ không có cách. Ngân chỉ muốn là nếu một ngày nào đó mọi người có thể hiểu hơn về Ngân thì chắc là mọi người sẽ thương Ngân lắm. Thúy Ngân có đọc những bình luận về mình trên mạng? Có chứ, Ngân vẫn đọc. Ngân vẫn đọc mỗi ngày. Có bình luận góp ý đúng, có bình luận sai, có bình luận thậm chí là đặt những cái điều không chính xác về mình luôn. Nhưng mà Ngân cảm thấy mình không thể giải thích được, mình không thể ngồi trả lời từng cái comment đó được. Ngân chỉ cảm thấy là cái gì cách tốt nhất mình phải làm là bớt lời cái chuyện đó, và mình sống với bản thân mình. Thúy Ngân có phải quá hiền để chịu đựng những lời tiêu cực? Tại vì thật ra Ngân không phải là kiểu người thích phản kháng những cái điều tiêu cực. Tại khi mà mình càng phản kháng, nó giống như là mình bước vô một cái vũng lầy á. Khi mình bước càng sâu, mình càng vùng vẫy thì nó sẽ càng lún sâu hơn. Mình không thể dành cái năng lượng của mình suốt ngày cho những cái điều không có tốt với mình. Ngược lại, mình có thể dùng những cái năng lượng đó để mà mình đối đãi tốt hơn với những người xung quanh mình, những người yêu thương mình. Hiền hay không thì Ngân nghĩ Ngân cũng không phải là một người hiền lành hay là quá là chịu đựng đâu, nhưng mà Ngân biết cân đo đong đếm để làm sao cho cái cuộc sống của mình nó thoải mái và trọn vẹn nhất. Biết Ngân được anh chị trong nghề đánh giá là một người biết điều, bạn nghĩ sao về lời khen này? Cảm ơn các anh chị đã làm việc chung với Ngân. Các Ngân không nghĩ đó là một lời khen. Cái sự biết đó, mình có thể biết nhiều thứ, nhưng mà cái chuyện biết điều là một, đối với Ngân là một lời khen rất là đáng quý và đáng giá. Tại Ngân vẫn đang mỗi ngày Ngân học hỏi lên, Ngân cũng chưa có thể làm tốt nhất đâu, nhưng mà vì nhờ là có các anh chị, những người đã hỗ trợ Ngân từ những ngày đầu Ngân mới bước vô con nghề cho đến hiện tại, thì Ngân cũng không phải là một người quá là kỳ cựu trong nghề đâu, nhưng mà hiện tại thì Ngân là một người có thể tự tin nói rằng bản thân Ngân không có thể chịu trách nhiệm và làm tốt những cái gì mà mình mong muốn. Thì Ngân cảm ơn các anh chị đã luôn yêu thương đến em Út thời dạy này, và hy vọng là sẽ có nhiều cách để Ngân có thể đền đáp những cái ân tình của mọi người với Ngân. Thúy Ngân dạo này có đang bận rộn quá không? Thật ra nha, nếu mà nói đúng thì sau khi quay cái 7 năm trước tôi sẽ chia tay á, Ngân gần như là kiệt sức. Tại vì tôi phải dùng sức rất là nhiều. Mọi người biết là khi mà mình khóc mỗi ngày mà gần 10 tiếng là nó liên tục và thường xuyên á, thì bản thân Ngân á, Ngân cũng không còn sức để mà làm những chuyện khác. Đó là lý do vì sao mà mỗi lần Ngân tham gia phim Ngân chỉ dám nhận một phim thôi. Và sau khoảng thời gian đóng máy cũng được khoảng 1 tháng, 2 tháng như rồi đó, nhưng mà Ngân vẫn đang lấy lại tinh thần và sức khỏe để mà mình sẵn sàng cho dự án kế tiếp một cách tốt nhất. Ngân nhớ có một cảnh quay á, là khóc liên tục một tuần, là ngày nào cũng khóc, cho đến cái ngày cuối cùng Ngân không biết là cái kho nước mắt của mọi người á, nó có cạn hay không. Nhưng mà mọi người nói đúng là khóc mà không ra tiếng, không ra nước mắt nữa là cái cảm giác đó. Rồi khi mà mình quay trên phim trường mình mới hiểu được là có những cái nỗi đau mà không phải chỉ cần chảy nước mắt là nó mới là đau. Cái bài này cực kỳ khó nhằn mọi người ơi, nhưng mà hy vọng là có thể Ngân sẽ không làm tốt, mà chắc chắn là Ngân sẽ không làm tốt 100% giống như kịch bản nước ngoài. Tại kịch bản Việt Nam nó đã thay đổi rất là nhiều. Nhưng Ngân tin là so với cái phiên bản Việt Nam này á, thì Ngân đã có thể làm tốt bằng tất cả những sự cố gắng của bản thân mình. Thúy Ngân đóng phim rất hết mình, có phim bị tai nạn, vậy ở dự án này bạn có kiệt sức? Thì chắc chắn là mình phải kiệt sức. Phim nữ chủ là Ngân đánh từ sáng đến tối, còn phim này là Ngân khóc từ tối cho đến sáng không sao đó. Thì mỗi bộ phim nó sẽ có những cái thử thách và cái khó khăn riêng. Ngân là một người thích đón nhận thử thách, nên
Ngân sẽ, cho dù là kiệt sức đi chăng nữa thì Ngân vẫn thích và Ngân vẫn muốn được chọn. Nếu mà được lựa chọn, Ngân vẫn chọn những cái sản phẩm chất lượng và có sự đầu tư đó như vậy. Thúy Ngân khi đóng với diễn viên Trung Dũng thế nào sau 6 năm đóng Gạo Nếp Gạo Tẻ? Cảm xúc là tại vì lần đầu tiên được làm việc với anh Dũng thì đó với Ngân anh Dũng chỉ là bạn diễn. Còn hiện tại đó với Ngân anh Dũng giống như một người anh, một thành viên trong gia đình. Mà biết là 6 năm rồi thì hai anh em đã làm việc với nhau rất là nhiều dự án. Hải Đường rồi Nữ Chủ cũng làm việc chung với anh Dũng. Thì phải công nhận anh Dũng là một diễn viên rất có thực lực và rất có kinh nghiệm, cũng như rất là yêu thương đàn em. Đó có cơ mọi dự án được làm việc với anh Dũng là một vinh hạnh. Và công nhận với anh Dũng, đâu mà với anh Jun, những người đã làm việc với Ngân nhiều lần, tôi cảm thấy mình tự hào lắm. Tại vì mọi người làm việc một cách rất là say mê và rất là tâm huyết. Nên khi đó thì Ngân là một người nhỏ và mới vào nghề. So với những anh chị thì Ngân là người ít nghề, ít tuổi nghề nhất. Thì mình phải cố gắng rất là nhiều để không có phụ lòng và không phụ công sức của các anh chị. Thúy Ngân có phải là người cùng công việc? Thật ra có, chứ Ngân vẫn nghỉ ngơi và Ngân vẫn tìm cách để cho mình tái tạo năng lượng và cho bản thân mình có những cái điều mới mẻ hơn khi mà mình nhận dự án mới, chứ không phải là Ngân làm việc liên tục đâu. Nhưng mà do là thực ra thì mọi người thấy Ngân làm nhiều vậy thôi, nhưng mà cũng 2 năm Ngân mới nhận một phim. Thì Ngân nghĩ với cái số lượng phim truyền hình hoặc là phim điện ảnh mà sản xuất mỗi năm như hiện tại thì Ngân thấy nó không phải là con số lớn. Thậm chí là công ty của Ngân một năm sản xuất tới 5-6 phim, 7-8 phim, nhưng mà hầu như 2 năm, gần 2 năm Ngân mới nhận một phim. Thì có lẽ là mình cũng không có phải là nhận nhiều, nhưng mà Ngân không hiểu sao là do cái số lượng, cái khối lượng công việc gì đó, cái sự xuất hiện của mình không chỉ ở trên phim ảnh, trong game show mà là trên social luôn, thì nó cũng xuất hiện nhiều nên mọi người thấy là Ngân dàn trải, nhưng mà thật ra không phải, cái công việc của mình cũng không có nhiều vậy đâu. Thúy Ngân nghĩ sao nếu bây giờ cũng đi hát như Lan Ngọc và gặp phải những lời bình luận không hay? Mình chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị anh ơi. Đó là cái lời bài hát mà Ngân rất là thích. Mỗi người chúng ta chỉ sống một lần, mình không biết kiếp sau mình sẽ trở thành cái gì. Nên đối với Ngân, chỉ cần mỗi giây phút mình được sống, mình được hít thở, mình được làm việc, mình được yêu thương là một điều vinh hạnh. Và Ngân sẽ sống hết mình và sẽ chiến đấu với cái giây phút đó của mình. Nên cho dù hôm nay mình có thể dở, nhưng mà chắc gì ngày mai mình dở. Nên mình cứ cố gắng hết mình đi, biết đâu ông trời sẽ không có phụ lòng ai hết. Nên nó Ngân tin là nếu như mà mình cứ nhận những lời chê bai và mình đi lùi lại thì mình sẽ không thể nào tốt hơn được. Ngân mong là không phải chỉ Ngân đâu, mà các bạn trẻ nữa, cho dù có bị những cái lời chỉ trích hay là đánh giá không tốt, tiêu cực gì đó, thì hãy xem đó là một cái lời động viên để mà mình phấn đấu, một cái bước thang để mình bước lên cái niềm đam mê của mình, chứ đừng có bị nản lòng. Dạo này sức khỏe ba của Thúy Ngân như thế nào? Ba của Ngân thì cũng vậy, cũng ở nhà cũng hay quan tâm con gái, cũng mỗi ngày gọi điện thoại hỏi thăm là con gái đã về nhà chưa, đi làm về chưa. 32 tuổi rồi mà Ngân vẫn nghĩ Ngân giống như 23 tuổi, ba vẫn rất lo lắng và quan tâm. Đó là cái điều vui của Ngân. Thực ra khi mà mình lớn á, cái sự quan tâm của gia đình, cái cuộc gọi của gia đình nó thường nó sẽ thưa dần, nhưng mà đó với Ngân thì vui á, là mỗi ngày được nghe điện thoại của ba, còn được nghe ba mắng ba la là Ngân đã vui rồi. Với Thúy Ngân, XT Sơn Thạch là một người như thế nào? Đối với Ngân, anh XT là một người anh trưởng thành và bảo vệ em út trong nhà rất là tốt. Tại vì Ngân lúc đầu thì làm việc với XT thì không có nghĩ là mình sẽ chơi với XT đâu. Nhưng mà sau khi chơi chung với XT, chơi chung nguyên cái nhóm bạn, rồi mọi người có sự gắn kết và trải ra rất là nhiều sự khó khăn, và cũng như là cùng bị chửi giống nhau thì hai đứa và thậm chí ba đứa, bốn đứa chơi chung đều cảm thấy là vui, là vì ít nhất là mình có những người bạn thân thiết và hiểu cho nhau. Và không chỉ riêng anh ST mà còn rất là nhiều bạn khác nữa, thì Ngân có rất là nhiều mối quan hệ bạn bè, không chỉ với con trai mà với con gái cũng khá là thân thiết. Nhưng mà vì lẽ nào đó thì mình cứ được gắn kép với các anh, làm cho các anh cũng bị khó xử, và riêng bản thân Ngân cũng bị khó xử luôn. Nhiều khi có những người có bạn gái rồi này kia thì nó không nó ảnh hưởng đến mọi người thì Ngân cũng không muốn, nhưng mà
Dung biết là do người muốn là mong muốn Ngân có gia đình, có người yêu và xem người đó có xứng đáng hay không và có phù hợp với Ngân hay không, nên mọi người cứ gắn ghép. Với lại nhìn đẹp đôi á, trong showbiz của mình thì cứ nhìn đẹp đôi thì mọi người sẽ đẩy thuyền, nhưng mà có những chiếc thuyền vui vẻ và có những chiếc thuyền hơi tiêu cực. Hy vọng là mọi người hãy lựa chọn lên thuyền đúng. Thúy Ngân có ngại về những tranh cãi về diễn xuất của mình? Ngại á thì Ngân không có ngại, nhưng mà Ngân rất là những cái tranh cãi mà mang tính hơn góp ý tích cực và để xây dựng. Còn những tranh cãi mà đánh giá và so sánh với người khác và đem đến cho mình những cái năng lượng tiêu cực hoặc là nhục chí đó, thì Ngân sẽ không có mình để tâm nhiều, để chọn lọc những cái thông tin đến với mình mỗi ngày. Vì mỗi ngày nó có vô vàn thông tin, tại sao mình không chọn lọc những cái thông tin tích cực và vui vẻ để mà cho một ngày của mình nó năng lượng và nó tốt hơn đó. Thì Ngân là kiểu người như vậy.